Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video lần này, chúng ta sẽ học 12 từ vựng liên quan đến tính cách đặc trưng của cung Bạch Dương. Và ở trong video lần này, chúng ta sẽ vừa làm quen từ vựng, vừa làm quen với cách phiên âm và cũng như là làm quen với cách phát âm chuẩn quốc tế của 12 từ vựng liên quan đến tính cách đặc trưng của cung Bạch Dương này. Và từ đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu đấy chính là từ mạo hiểm. Mạo hiểm chính là một tính cách đặc trưng của cung Bạch Dương, và từ mạo hiểm ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm như ở trên màn hình và sẽ được phát âm như sau. Adventurous, 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 adventurous. Đấy chính là mạo hiểm. Còn tính cách tiếp theo đấy là tính gan dạ dũng cảm, và từ dũng cảm ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Courageous, 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 courageous. Tiếp theo đấy là tính cách đa tài đa năng, tức là người có cung Bạch Dương sẽ làm được nhiều việc, và đa tài đa năng ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Versatile, 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 versatile. Tiếp theo là tính cách năng nổ hoạt bát, tức là người cung Bạch Dương thì sẽ rất linh hoạt. Và từ năng động hoạt bát ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Lively, 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 lively. Tính cách tiếp theo đấy là tính tích cực và lạc quan. Trong mọi vấn đề, mọi suy nghĩ thì người có cung Bạch Dương luôn luôn là tích cực, suy nghĩ tích cực và lạc quan yêu đời, thì tính tích cực và lạc quan sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Positive, 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 positive. Tiếp theo nữa là tính đam mê. Đam mê ở đây có thể là đam mê công việc cũng như là đam mê trong cuộc sống, đam mê về kiếm tiền vân vân. Thì đam mê ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Passionate, 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 passionate. Tiếp theo là tính cách kiêu căng và ngạo mạn. Thì ở đây cung Bạch Dương sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Arrogant, 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 arrogant. Tính cách tiếp theo là tính cách kiêu căng sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Stubborn, 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 stubborn. Tiếp theo là tính cách bốc đồng, bồng bột, tức là suy nghĩ hơi nhanh, ngắn gọn. Thì ở đây sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Impulsive, 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 impulsive. Tiếp theo là một tính tức là tính không có kỷ luật hoặc là không có tổ chức, tức là các bạn hay tự làm việc theo ý của mình và không theo quy cách quy củ nào cả, thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Disorganized, 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 disorganized. Tiếp theo là tính cách thích tranh cãi và thích gây sự với người khác. Thích tranh cãi ở đây tức là trong một vấn đề nào đấy các bạn nêu quan điểm của mình ra và các bạn muốn tranh luận với những cái người có quan điểm trái chiều với mình. Và cái từ thích tranh cãi, thích gây sự ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Confrontational, 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 confrontational. Tiếp theo đấy là tính cả thèm chóng chán, tức là
các bạn mong muốn làm một việc gì đó, nhưng mà khi các bạn bắt tay vào làm thì các bạn dễ bị chán nản, dễ bỏ cuộc. Thì cái từ cả thèm chóng chán này ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Temperamental, 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 temperamental. Như vậy là các bạn vừa làm quen với 12 tính cách đặc 12 từ vựng liên quan đến tính cách đặc trưng của cung Bạch Dương. Và trong lúc các bạn xem video, nếu các bạn thấy video của mình có ích, các bạn có thể bấm nút đăng ký, like, chia sẻ video giúp mình. Và nếu có thiếu sót thì mong các bạn bỏ qua, và các bạn cũng có thể bấm comment để góp ý giúp mình và để mình sửa đổi các video tiếp theo sau. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại lần 2, 12 từ vựng liên quan đến tính cách đặc trưng của cung Bạch Dương này. Và từ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, đấy chính là từ mạo hiểm. Mạo hiểm chính là một tính cách đặc trưng của cung Bạch Dương, và từ mạo hiểm ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm như ở trên màn hình và sẽ được phát âm như sau. Adventurous, 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 adventurous. Đấy chính là mạo hiểm. Còn tính cách tiếp theo đấy là tính gan dạ dũng cảm. Và từ dũng cảm ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Courageous, 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 courageous. Tiếp theo đấy là tính cách đa tài đa năng, tức là người có cung Bạch Dương sẽ làm được nhiều việc. Và đa tài đa năng ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Versatile, 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 versatile. Tiếp theo là tính cách năng nổ hoạt bát, tức là người cung Bạch Dương thì sẽ rất linh hoạt. Và từ năng động hoạt bát ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Lively, 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 lively. Tính cách tiếp theo đấy là tính tích cực và lạc quan. Trong mọi vấn đề, mọi suy nghĩ thì người có cung Bạch Dương luôn luôn là tích cực, suy nghĩ tích cực và lạc quan yêu đời. Thì tính tích cực và lạc quan sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Positive, 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 positive. Tiếp theo nữa là tính đam mê. Đam mê ở đây có thể là đam mê công việc cũng như là đam mê trong cuộc sống, đam mê về kiếm tiền vân vân. Thì đam mê ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Passionate, 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 passionate. Tiếp theo là tính cách kiêu căng và ngạo mạn. Thì ở đây cung Bạch Dương sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Arrogant, 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 arrogant. Tính cách tiếp theo là tính cách kiêu căng sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Stubborn, 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 stubborn. Tiếp theo là tính cách bốc đồng, bồng bột, tức là suy nghĩ hơi nhanh, ngắn gọn. Thì ở đây sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Impulsive, 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 impulsive. Tiếp theo là một tính tức là tính không có kỷ luật hoặc là không có tổ chức, tức là các bạn hay tự làm việc theo ý của mình và không theo quy cách quy củ nào cả, thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Disorganized, 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 disorganized. Tiếp theo là tính cách thích tranh cãi và thích gây sự với người khác.
Thích tranh cãi ở đây tức là trong một vấn đề nào đấy các bạn nêu quan điểm của mình ra và các bạn muốn tranh luận với những cái người có quan điểm trái chiều với mình. Và cái từ thích tranh cãi, thích gây sự ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Confrontational, 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 confrontational. Tiếp theo đấy là tính cả thèm chóng chán, tức là các bạn mong muốn làm một việc gì đó nhưng mà khi các bạn bắt tay vào làm thì các bạn dễ bị chán nản, dễ bỏ cuộc. Thì cái từ cả thèm chóng chán này ở trong tiếng Anh sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Temperamental, 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 temperamental. Như vậy là chúng ta vừa nghiên cứu xong 12 từ vựng liên quan đến tính cách đặc trưng của cung Bạch Dương. Hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Và một lần nữa thì trong lúc các bạn xem video, nếu các bạn thấy video của mình có ích, các bạn có thể bấm nút đăng ký, like và chia sẻ video giúp mình. Và nếu có góp ý, các bạn có thể bấm comment để mình tiếp thu ý kiến và mình sẽ sửa đổi để kênh YouTube của mình ngày càng tốt lên. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau này.